Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Hiện thế trong xa cứ bạn như một thân nhỏ tốt tươi, nàng đến bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu nơi đây với chung quanh bạn. Đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như ô liu xanh rạng, chồi non đang lớn, Chúa thương chở che. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Trong một đời bàn tay công lao tay bạn dài lâu xa hoa thơm nụ mừng cho Sion hưng thịnh và vui con chó lan con tài hoa phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa phúc cho những ai sống theo lời. Hồn con ca lên muôn lời tán tụng danh Cha suốt đời. Ngài ban cho con gia đình có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lành nhờ rừng xây mái ấm lâu bền. Chúc phúc cho đời con. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Chúa luôn đường lối Chúa chinh chức bền tâm dõi bước, nhiều công sức nay người được hướng thánh nhàn, ngàn muôn phúc nồng hạnh phúc dân tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con mỗi ngày trong đời sống chúng con. Cành nho chín thơm ngọt chỗ nhiều trái tươi là hiền thế dịu dàng ở trong gia thương. Sống chúng con ngàn ơn phúc xuống cho người
Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng con sắp kết hôn thân mến. Hôm nay chúng ta bước sang Chúa Nhật thứ 30 của mùa Thường Liên. Lời Chúa trong Tin Mừng tường thuật việc một người mù gặp Chúa Giêsu và anh ta muốn được nhìn thấy. Với lòng tin mãnh liệt của mình, Chúa Giêsu đã cho anh được nhìn thấy. Rồi sau đó anh đã bước theo Chúa trên con đường mà Chúa đã đi. Mỗi người chúng ta đã được ánh sáng đức tin soi chiếu để chúng ta biết Chúa ngay từ khi còn tấm bé, nhờ đức tin của Hội Thánh, nhờ đức tin của cha mẹ và những người thân. Và từ đó chúng ta biết được Chúa. Thế nhưng cũng có nhiều khi chúng ta lại không muốn bước đi trên con đường của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho rất nhiều người dù sáng mắt nhưng vẫn mù lòa bởi không nhận ra Chúa. Cái điều đó cũng rất thực tế. Có thể chúng ta nhìn thấy mọi thứ, nhìn được thứ này, nhìn được thứ kia, thế nhưng chúng ta không hiểu, thì cũng giống như chúng ta mù lòa vậy. Xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng ta, cũng như mở con mắt tâm hồn để chúng ta biết tin vào Thiên Chúa và biết yêu thương nhau. Đặc biệt hôm nay, hai đôi anh chị, anh Vinh Sơn, Phạm Văn Trinh và chị Maria Đinh Thị Hoài đến trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn, cũng như hai bên họ hàng để kết hôn với nhau theo nghi thức của Hội Thánh. Sau thời gian tìm hiểu, yêu nhau để rồi quyết định tiến tới đời sống hôn nhân là một định chế thánh thiện của Thiên Chúa, Chúa cũng mời gọi chúng con hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, học hỏi nơi tình yêu Chúa và thực hiện tình yêu cũng như diễn tả tình yêu của Thiên Chúa nơi hai người chúng con, cũng như diễn tả tình yêu của Thiên Chúa nơi con cái. Chính vì thế chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho hai anh chị hôm nay kết hôn để họ trở nên một gia đình thánh thiện noi gương, gia đình thánh gia Nazareth, để họ thánh hóa lẫn nhau cũng như làm cho con cái của họ sau này được trở nên tốt lành thánh thiện. Thánh lễ hôm nay, hai gia đình của đôi hôn phối xin lễ cầu nguyện cho tiền nhân nội ngoại và cầu bình an cho đôi hôn phối. Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ đầy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con càng tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Đây chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đang hướng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thờ muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tự dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều đầy mặt đất và chế ngự nó. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa từ Sion chúc lành cho ai tìm cung kinh sợ ngài luôn an vui phúc vinh ngàn lần phúc thầy ơi vinh phúc thầy vinh phúc thầy vinh phúc thầy cho người biết tôn sợ ngài phúc thầy vinh phúc cho cho người đông vui như ngàn sao đêm mênh mông chung đời cả vong uy danh Chúa muôn đời liền phúc thầy ôi vinh phúc thầy vinh phúc thầy vinh phúc thầy cho người biết tôn sợ ngài vinh phúc thầy vinh bài trích thư gửi tín hữu Hipri. Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phật cũng như tế vật đền tội. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối, mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi như ông A-ha-ron đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người: con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: muôn thuở con là thượng tế theo phẩm chật Melchisede. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Bác-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta đã bắt đầu kêu lên rằng: lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: nạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: cứ yên tâm đứng dậy,
người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: thưa thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Người nói: anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Nhờ những lời tin mong được xin Chúa xóa tội. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện kể về một người mù vào một tối nọ đến thăm một người bạn. Sau khi đã thăm hỏi người bạn xong, khi về thì cái người bạn sáng mắt tặng cho anh ta một cái đèn lồng theo thói quen của người Nhật Bản thời xưa. Thế nhưng cái anh bạn mù này bèn nói: tôi không cần đèn. Tôi mù thì đối với tôi tối hay sáng nó cũng giống như nhau. Thế nhưng người bạn sáng mắt trả lời: tôi biết anh không cần đèn để soi đường, nhưng nếu anh không cầm một cái thì người khác có thể chạy đụng xô vào anh. Anh nên cầm. Nghe hợp lý, cái người mù này đi về với cái chiếc đèn lồng trên tay. Tuy nhiên thì đi được một quãng, đột nhiên anh bị một người đụng phải. Người mù tức giận nói: anh mù à? Anh không nhìn thấy cái đèn của tôi hay sao mà anh lại tông vào tôi? Cái người đi đường xô vào liền đáp: đèn của anh tắt từ lâu rồi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với câu chuyện này, anh mù tưởng mình thấy, còn người kia thì không nhìn thấy cái đèn. Thế nhưng chính anh mới không thấy rằng đèn mình đã tắt, cho nên người ta không nhìn thấy cái đèn đó, người ta xô vào anh. Thế mà anh ta còn nói: mày mù à? Tao cũng mù đấy. Mày mù à? Tao cũng mù. Con người tưởng rằng mình thấy được nhiều chuyện, thấy được nhiều điều, nhưng lại quên hay cố tình quên nhiều cái mình không thấy. Từ những ý tưởng trên, chúng ta đi vào đoạn tin mừng hôm nay. Anh mù mang tên là Bartimê, có nghĩa là con của ông Timê. Chúng ta biết là tên của những người Do Thái thường bố và tên của con đặt giống nhau. Bartimê có nghĩa là con của ông Timê. Có nhiều cái câu chuyện. Rồi ông Tobit, ông Tobia, con của ông Tobit. Tức là Tobia có nghĩa là con của ông Tobit. Nó luôn có hai cái từ thường người Do Thái người ta đặt tên cha và tên con, nó rất là giống nhau. Chúng ta có thể thấy được cái trình thuật của chuyện đặt tên cho Gioan Tiền Hô, trong họ hàng hay trong tên của nó không có cái tên như thế. Anh ta là người ăn xin, và cái nơi cư trú là ở lề đường thành Jericho, một thành phố cổ xưa nhất trên thế giới đó. Bây giờ thì nó chìm xuống dưới lòng biển khoảng 100 mét rồi. Cái thành phố Jericho cổ ngày xưa nó không còn nữa, nó bị chìm xuống rồi. Tức là cái thời của ông Bartimê ngồi bây giờ nó không còn ở đấy, chìm xuống dưới lòng biển 100 mét. Anh ta vừa nghèo nàn lại vừa tàn tật. Và dưới mắt người Do Thái thì đó là dấu chỉ do Chúa trừng phạt vì tội lỗi của bản thân hay tội lỗi của cha ông của anh ta thời trước. Anh bị bỏ rơi và sống bên lề của xã hội. Người ta không cho anh nói ngay cả khi anh lên tiếng để kêu xin được giúp đỡ. Như thế người Do Thái tưởng mình thấy rất rõ anh, nhưng thực ra
họ lại không thấy mình đã sai lầm, không thấy nhu cầu sáng mắt của anh ta vượt lên trên những đồng tiền bố thí của người khác. Còn anh mù tuy không trông rõ vạn vật nhưng lại nhìn thấy được chiều sâu nơi con người. Anh thấy Đức Giê-xu là con vua David, một danh từ ám chỉ về đấng Mê-si-a mà dân Do Thái luôn luôn mong đợi hết thế hệ này tới thế hệ kia. Anh thấy được quyền năng của Đức Giê-xu có thể giúp đỡ anh một cái gì đó khác hơn là tiền bạc. Và như thế, có một sự trái ngược. Người mù đã thấy những cái mà người sáng không nhìn thấy. Anh ta không xin tiền. Khi Chúa Giê-xu hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Và anh xin được thấy. Chúng ta có thể phân biệt hai loại mù: mù về thể xác và mù về phần linh hồn. Mù về thể xác thì không thấy được vạn vật, còn mù về tâm hồn thì nó đa dạng hơn. Chẳng hạn như không hiểu được những gì cần phải hiểu, không khao khát được sự công chính và ơn cứu độ, không phân biệt đâu là chân thiện mỹ, và trên tất cả đó là không nhìn thấy mình đang sống như một người mù. Có mắt mà không nhìn, và có nhìn thì cũng không thấy. Chúa Giê-xu rất nhiều lần khiển trách những người lãnh đạo Do Thái, đặc biệt là nhóm biệt phái Pha-ri-siu, đã đến để cho những người mù được nhìn thấy và cho những người sáng mắt trở nên mù lòa. Bây giờ chúng ta đọc một cái đoạn tiếng, ví dụ như là chúng ta đọc tiếng gần đây thôi, tiếng Campuchia chẳng hạn, nó như con giun ấy, thì chúng ta cũng coi như là chúng ta mù, đúng không? Mù về tiếng Campuchia. Chúng ta có nhiều người trước đây không được học, không biết chữ, thì vẫn biết đây là tiếng Việt đấy, nhưng mà đọc không được thì cũng trở nên là người mù, mù chữ. Với chúng ta là những người Kitô hữu cũng thế. Đừng thấy người nào siêng năng đi lễ, đọc kinh, ăn ngay ở lành mà đã vội cho là đủ. Đừng thấy buổi lễ rình ràng, trống kèn inh ỏi thì cho rằng đó là trang trọng, đạt yêu cầu. Đừng thấy giáo hội có một tổ chức chặt chẽ, nhà thờ và tháp chuông được xây cất, vội cho rằng đạo đang phát triển. Nhưng phải như anh mù, xin cho mình được nhìn thấy rõ hơn, nhìn thấy chính xác hơn. Thấy Đức Kitô là đứng cứu độ, để rồi như anh mù rời bỏ vệ đường, dứt khoát tìm đến với Chúa Giê-xu. Như đoạn tin mừng, câu tin mừng cuối cùng, anh bước theo Chúa Giê-xu trên con đường mà người đi. Những từ ngữ của Kinh Thánh luôn luôn ám chỉ một thái độ, một hành động. Mặc dù chúng ta là những người có cặp mắt sáng về thể xác, nhưng biết đâu lại mù lòa về tâm hồn. Cho nên cùng với người mù qua đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy kêu cầu lạy Chúa, xin thương xót chúng con và cho chúng con được thấy, thấy những gì Chúa đang làm cho thế giới, thấy những gì Chúa đang hiện diện chung quanh, và nhìn thấy Chúa trong chính tâm hồn của mình cũng như tâm hồn của anh chị em, để rồi chúng ta biết tôn trọng và yêu thương nhau. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa rủ thương cho được thấy. Xin cho mỗi người chúng con thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm như giả hình và che đậy. Cho chúng con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nhận được. Xin cho mỗi người chúng con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu rãi vào bóng tối của con. Như người mù bên vệ đường, xin Chúa rủ lòng thương cho con được nhìn thấy. Và thưa chúng con, hai anh chị Vinh Sơn, Phạm Văn Trinh và Maria Đinh Thị Hoài sắp kết hôn thân mến. Hôm nay chúng con đến đây để kết hôn với nhau.
sau thời gian tìm hiểu để rồi yêu nhau, cái tình yêu đó đã nở hoa. Và sau khi đã trình với gia đình hai bên, chúng con đã đăng ký kết hôn. Và hôm nay giờ này trước mặt Hội Thánh, trước mặt Thiên Chúa, chúng con kết hôn với nhau để chu toàn cái gì? Chu toàn cái mục đích của hôn nhân, cũng như thực hiện những cái đặc tính của hôn nhân Công giáo. Đó là sống một vợ một chồng và bất khả phân ly. Cái điều này gia đình Công giáo chúng ta biết rất rõ. Tuy nhiên về mục đích để yêu thương nhau trọn đời, sinh sản và giáo dục con cái theo tinh thần của Đức Kitô lại là một điều không hề dễ. Khi chúng con chưa kết hôn với nhau, có lẽ tình yêu nó dễ dàng hơn. Chúng con mong ngày được gặp nhau hơn, mong được nói chuyện với nhau hơn. Nhưng khi đã kết hôn rồi, khi đã trở về sống chung cùng một mái nhà, thì chúng con sẽ có nhiều chuyện nó sinh ra. Và để trọn đời yêu thương nhau, không bao giờ cãi vã nhau, không bao giờ chì chiết nhau, không bao giờ ghen tức một cách vô cớ, vân vân, nó đều lỗi đến cái lời hứa yêu thương của chúng con. Rồi sau đó là cái bổn phận sinh sản và giáo dục con cái. Không chỉ chuyện là chúng con cho con cái ăn uống đầy đủ, học hành đầy đủ, mà còn hướng dẫn cho con cái của mình trung tín với đức tin. Sống đời sống Kitô hữu, biết mến Chúa yêu người, thánh hóa bản thân của chúng. Và nếu chúng trở nên tốt lành, đạo đức, thánh thiện, thì đấy là một việc làm rất tốt đẹp nơi vợ chồng và Chúa sẽ thưởng công. Thế nhưng ngược lại, nếu con cái của mình hư đốn, rồi dần dà mất đức tin, thì chúng con phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa cái điều đó. Chúng con đã biết rất nhiều những cái gương trong đời sống hôn nhân. Dĩ nhiên thì cha tin rằng chúng con có những cái cách yêu thương riêng của mình. Mỗi khi chúng con có cái chuyện này chuyện khác, chúng con hãy nhớ những ngày chúng con gặp gỡ lần đầu tiên, những ngày chúng con hạnh phúc nhất. Và đặc biệt chúng con nhớ đến cái ngày hôm nay, ngày mà chúng con dắt tay nhau bước lên trước bàn thờ Thiên Chúa để thề hứa với nhau và cam kết những lời mà chắc chắn trong cuộc đời của chúng con không bao giờ chúng con quên được. Xin tất cả cộng đoàn, đặc biệt họ hàng, anh em cha bác cũng như bạn bè, chúng ta cầu nguyện cho đôi anh chị sắp kết hôn hôm nay được trăm năm hạnh phúc và được Chúa chúc lành nơi con cái. Giờ đây xin mời chúng con và hai người làm chứng tiến lên trước bàn thờ để hành bí tích hôn phối. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con về ý định của các con. Anh Vinh Sơn Phạm Văn Trinh và chị Maria Đinh Thị Hoài, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có.
Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói nên sự ân thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Vinh Sơn Trinh, nhận em Maria Hoài làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Hoài, nhận anh Vinh Sơn Trinh làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con, sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chung tụng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Hoài, xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Vinh Sơn Trinh, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cộng đoàn một tràng vỗ tay thật lớn để mừng cho gia đình mới này. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép. Trên cây thánh giá, trên và tăng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thể hiện quyền năng và tình thương của Thiên Chúa qua việc mở mắt cho người mù ở ngoài thành Jericho. Tin tưởng vào quyền năng chữa lành và tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Đức Giêsu là Thượng Đế theo phẩm hàm Mê-ki-xê-đê, Ngài dâng lễ tế một lần là đủ cứu độ nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh biết noi gương Đức Giêsu, trở nên của lễ tinh tuyển dâng Chúa, để kéo ơn Chúa xuống đầy tràn trên đoàn chiên. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Đức Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa an ủi và khơi lên niềm hy vọng cho những người thất nghiệp sớm được tìm được công việc làm ăn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, không những mở đôi mắt tự nhiên cho những ai mù lòa, mà còn mở được đôi mắt đức tin cho những ai chưa nhận biết Chúa, để họ nhận ra Chúa là cội nguồn và cùng đích của cuộc đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn vững vàng trong đức tin giữa biết bao thử thách, để chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho người khác. Này Chúa Giêsu, Chúa đã mở mắt cho người mù cả thể xác lẫn tâm hồn. Nguyện xin Chúa thương mở đôi mắt đức tin cho chúng con, để chúng con có thể thấy Chúa ở mọi nơi, nhất là nơi những anh chị em đói khổ bần cùng. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Rượu bánh tinh tuyền dâng lên Ngài với cả tình yêu. Nguyện Chúa nhận cho trên đôi tay con để dâng toàn thiêu tấm bánh từ nơi nương đồng, tinh hoa từ cây nho này hiệp thành nghi lễ cùng dâng trước tôn nhan Ngài. Dâng lên Ngài thế trần, bao nhiêu ngày vất vả lầm tan, nguyện Chúa dù thương đầy muôn lao công chúng con nghiệp dâng, trái chín làm nên rượu nồng, lúa miên làm nên bánh này, tình yêu Chúa trở nên của nuôi tâm hồn. Dâng lên Ngài xin lên và bánh khiết tình, và bánh khiết tình nguyện lên lễ dâng, dâng lễ về Ngài Chúa rất quý đến Chúa thiên đình, nguyện Ngài nhận lấy cháy điều đó anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhìn lên lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Trí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là trinh đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm vượt qua người đã thực hiện công trình kỳ diệu này, là kêu gọi chúng con bỏ đảng tội lỗi, thoát ách sự chết tới anh vinh quang. Nhờ đó giờ đây chúng con được gọi là dòng dõi tuyên chọn, hàng tư tế vương gia, chúng tộc thanh thiên dân riêng của Chúa, để chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa, là đấng đã kêu gọi chúng con từ chôn tối tăm tới nơi sang lang diệu kỳ của Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tùng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa, các ta ơn
nhận danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nể xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con bình và mau đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đón truyền Chúa chịu chết và tiên dựng Chúa sống lại, Chúa tại vì Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn chúng con có ý xin trong thánh lễ này mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Và lạy Chúa, xin nhớ đến anh Vinh Sơn, Phạm Văn Trinh và chị Maria Đinh Thị Hoài mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xóa chua cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên đôi vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người
Chúa đã làm cho lên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha chi thánh đứng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình anh Cha, và đã muốn cho cộng đoàn của họ được đầy tràn phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa xin tuân đồ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Hoài và bạn trăm năm của chị là anh Vinh Sơn Trinh. Xin Chúa dùng quyền lực thanh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thanh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diêm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa ơn tiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn tiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Vẫn là như giấc mơ chưa tròn, tình ngài như vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời để sống trăm năm cho điên tình người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng trọn vẹn ơn thiêng của bi tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Sẽ sống trong kinh yêu với thánh ân nguyện xin.
đời hiền thế ban vui cười. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm khôn, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh bên yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương ban phúc thiên niên an vui vô biên, và ngày sẽ sống sống trong tình yêu với Thánh Thần. Đó là ân lòng Chúa ban đầy tay, nhưng ai tôn sơ kính yêu một Chúa, xin Chúa cho người được xem thấy mai ngày ra niềm tình đạt hiền lắm trong lâu dài. Thật là hạnh phúc cho ai kiếp khôn, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh bên yêu một Chúa. Và ngày sẽ sống sống trong tình yêu với Thánh Ân Nguyên Chúa.